tức đáng chú ý ngày hôm nay được mang đến bạn với kênh YouTube Báo Vietnamnet. Sau đây là những thông tin chính. Thưa quý vị, theo dự báo bão mới nhất của Fox Weather, cơn bão nhiệt đới tiềm năng số 6 dự kiến sẽ di chuyển gần bờ biển Vịnh Mexico phía Bắc vào ngày 10 tháng 9 và tiếp cận bờ biển phía trên Texas và Louisiana, Mỹ vào ngày 11 tháng 9. Ngoài cơn bão số 6 tiềm năng, vùng nhiệt đới Đại Tây Dương còn có hai hệ thống đáng lo ngại khác có thể trở thành áp thấp. Áp thấp tiềm năng số 1 xa hơn về phía Tây, yếu hơn và có xu hướng di chuyển về phía Nam nhiều hơn ở vùng Caribe. Áp thấp tiềm năng số 2 gần châu Phi hơn, có thể phát triển khá mạnh nhưng đang cho thấy những dấu hiệu ban đầu về việc di chuyển theo phía Bắc và sẽ giữ nó ở ngoài đại dương. Mùa bão Đại Tây Dương đạt đỉnh điểm vào ngày 10 tháng 9. Mùa bão Đại Tây Dương trung bình có thêm 6 cơn bão được đặt tên sau ngày này. 4 trong số 6 cơn bão đó thường trở thành bão cuồng phong, với 2 cơn bão trở thành bão lớn cấp 3 hoặc mạnh hơn. Ngày 10 tháng 9 đánh dấu đỉnh điểm của mùa bão Đại Tây Dương vì đó là ngày mà hầu hết các cơn bão nhiệt đới và bão cuồng phong đã đi qua lưu vực Đại Tây Dương theo các ghi chép lịch sử. Từ đầu đến giữa tháng 9 là thời điểm trong năm có các điều kiện tối ưu nhất để hình thành các cơn bão nhiệt đới ở Đại Tây Dương. Đây là thời điểm nhiệt độ bề mặt biển đạt mức ấm nhất trong mùa, gió tầng trên ở Đại Tây Dương nhiệt đới có xu hướng dịu đi, bụi Sahara ít lan rộng hơn so với đầu mùa hè và các nhiễu động nhiệt đới thường xuyên di chuyển ra khỏi bờ biển phía Tây của châu Phi. Sự kết hợp của các yếu tố này mở ra nhiều điều kiện thuận lợi hơn cho sự phát triển của bão trong thời gian đỉnh điểm hàng năm của mùa bão hơn bất kỳ thời điểm nào khác trong năm. Bản đồ bên dưới cho thấy khu vực rộng lớn mà bão nhiệt đới và bão cuồng phong thường xảy ra vào tháng 9, bao phủ phần lớn Đại Tây Dương, biển Caribe và vịnh Mexico. Mặc dù đã đến đỉnh điểm, nhưng vẫn còn khoảng 60% mùa bão Đại Tây Dương diễn ra từ ngày 10 tháng 9 đến hết mùa vào ngày 30 tháng 11. Khoảng thời gian từ tháng 8 đến đầu tháng 10 có xu hướng tạo ra nhiều bão nhất trong một năm trung bình, trong đó tháng 9 là tháng hoạt động mạnh nhất của mùa bão Đại Tây Dương. Các nhà dự báo bão tại Đại học bang Colorado, Mỹ nhận định hoạt động của bão nhiệt đới trong lưu vực Đại Tây Dương sẽ ở mức bình thường hoặc dưới mức bình thường cho đến ít nhất là ngày 16 tháng 9. Nhà dự báo bão Phil Klotbeck tại Đại học bang Colorado dự đoán khả năng bão hoạt động trên mức bình thường trong vài tuần tới chỉ là 10%. Trên thực tế, không có áp thấp nhiệt đới, bão hoặc siêu bão nào hình thành từ ngày 12 tháng 8 đến ngày 3 tháng 9 đã là giai đoạn yên tĩnh chưa từng có ở Đại Tây Dương trong 56 năm qua. Thông thường, trong một mùa bão bình thường, tới ngày 4 tháng 9, ở Đại Tây Dương đã ghi nhận ít nhất 7 cơn bão được đặt tên, 2 bão cuồng phong và 1 cơn bão lớn. Nhưng trong mùa bão năm 2024, Đại Tây Dương ghi nhận 5 cơn bão được đặt tên, 3 cơn bão cuồng phong và 1 bão cuồng phong lớn. Theo ông Klotbeck, vị trí của rãnh gió mùa trên châu Phi đã ngăn cản những cơn bão trong vài tuần qua. Có ít nhất 4 yếu tố thời tiết khác nhau mà các nhà dự báo bão nhận định đang gây sức ép với mùa bão Đại Tây Dương. Vị trí của rãnh gió mùa trên châu Phi, nước biển lạnh ở phía đông Đại Tây Dương, nhiệt độ nóng lên đáng kể ở các tầng trên của khí quyển và không khí khô dồi dào quanh rìa phía đông của lưu vực Đại Tây Dương. Dù vậy, các nhà dự báo bão vẫn cho rằng mùa bão Đại Tây Dương năm nay sẽ có thể đạt mức bình thường với 14 cơn bão được đặt tên, 7 bão cuồng phong và 3 cơn bão lớn. Mùa bão Đại Tây Dương thường đạt đỉnh điểm vào tháng 8, nhưng hiện đang yên ắng bất thường. Lãnh đạo bộ phận dự báo bão theo mùa Matthew Rosengren của Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ cho biết, ngay cả những mùa bão dữ dội cũng có những khoảng lặng như hiện nay. Đây là thời điểm để chuẩn bị vì bão đang đến. Tới nay, mùa bão Đại Tây Dương ghi nhận 5 cơn bão, trong đó có 3 cơn bão cuồng phong. Thông thường, mùa bão Đại Tây Dương chỉ ghi nhận tới 3 bão cuồng phong khi bước sang tháng 9. Tuy nhiên, ngay từ giữa tháng 8, bão Ernesto đã trở thành bão cuồng phong thứ 3 của mùa. Khoảng thời gian dài không có dấu hiệu hình thành bão nhiệt đới vào thời điểm này trong năm là điều bất thường. Tin bão mới nhất của Washington Post lưu ý, theo dữ liệu của Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ, về hoạt động của bão từ năm 1944 đến năm 2020, những ngày cuối tháng 8 thường ghi nhận một cơn bão ở Đại Tây Dương. Nhà dự báo bão Rosengren chỉ ra, nguyên nhân của sự bất thường này có thể bắt nguồn từ châu Phi, nơi sinh ra hầu hết bão ở Đại Tây Dương. Những nhiễu động giúp hình thành bão, áp thấp nhiệt đới ở Đại Tây Dương thường xuất phát từ lượng mưa ở Tây Phi trong mùa mưa. Mùa mưa năm nay mạnh bất thường, đẩy các vùng áp thấp ra ngoài khơi châu Phi và vùng Đại Tây Dương nhiệt đới. Tuy nhiên, vì một số lý do nào đó mà các chuyên gia thời tiết chưa giải thích được, các đợt áp thấp đang diễn ra xa hơn về phía Bắc. Ngoài ra, các nhà khí tượng học đang theo dõi một Nina Đại Tây Dương ở khu vực phía nam vùng hình thành bão chính của Đại Tây Dương. Nina Đại Tây Dương có tác động nhỏ đến bão ở Đại Tây Dương nhưng khiến nước ở đây nóng lên. Bên cạnh đó,
tầng khí quyển trên của Đại Tây Dương cũng đang không có lợi cho sự phát triển của bão. Một lớp hơi nóng ở trên cao đang che phủ các cơn bão. Một nguyên nhân khác ngăn cản hoạt động của bão ở Đại Tây Dương trong những ngày cuối tháng 8 là dao động Madden-Julian. Mô hình này gây ra mây, mưa và gió ở vùng nhiệt đới và di chuyển trung bình sau 30 đến 60 ngày. Các nhà dự báo bão lưu ý, những thành phần chính do những cơn bão dữ dội trong nửa cuối của mùa bão kết thúc vào ngày 30 tháng 11 đã sẵn sàng. La Nina, mô hình thời tiết vốn thúc đẩy bão ở Đại Tây Dương, dự kiến sớm hình thành trong giai đoạn này. Bên cạnh đó, nhiệt độ nước biển ở mức kỷ lục hoặc gần kỷ lục vẫn đang tồn tại ở khu vực nhiệt đới của Đại Tây Dương. Đây sẽ là kho dự trữ nhiên liệu lớn cho các cơn bão trong nhiều tháng tới. Các mô hình dự báo thời tiết hiện gợi ý rằng mùa bão Đại Tây Dương sẽ sôi động trở lại trong 1 đến 2 tuần tiếp theo. Thông thường, tháng 9 là tháng cao điểm của hoạt động bão ở Đại Tây Dương. Trong suốt tháng 9 đến đầu tháng 10, nước biển nóng nhất và áp thấp nhiệt đới xuất hiện nhiều nhất. Các chuyên gia dự báo, tháng 10 năm nay có thể nhiều bão như tháng 8 của các năm. Theo dự báo bão mới nhất, có khả năng xuất hiện thêm hai cơn bão mới gần Biển Đông sau siêu bão số 3 Yagi. Cụ thể, Cục Quản lý Thiên văn, Địa vật lý và Khí quyển Philippines Pagasa cho biết, quốc gia này có khả năng hứng chịu thêm hai cơn bão nhiệt đới trong tháng 9 sau khi siêu bão số 3 Yagi vừa càn quét nước này vào giữa tuần trước. Ngày 7 tháng 9, Pagasa cho biết một vùng áp thấp đang được theo dõi gần khu vực dự báo của Philippines PR. Có khả năng áp thấp này sẽ đi vào vùng PR và phát triển thành bão trong tuần tới. Nhưng khả năng này là thấp. Tuy nhiên, áp thấp có thể làm tăng cường gió mùa Tây Nam mang theo mưa trên khắp Luzon, đặc biệt là ở Metro Manila và khu vực phía Tây của hòn đảo. Chuyên gia dự báo thời tiết Anna Clauren Jorda của Pagasa cho hay, vùng nhiễu động thứ hai có thể mạnh lên thành áp thấp trong những ngày tới, nhưng vẫn còn cách xa PR, khu vực dự báo của Philippines. Bà Anna Clauren Jorda dự báo hiện tại các cụm mây đang hình thành. Chúng tôi dự kiến rằng đến giữa tháng 9, áp thấp sẽ phát triển thành một cơn bão nhiệt đới và đi vào khu vực dự báo của Philippines. Pagasa dự kiến cơn bão này sẽ di chuyển về phía Tây Bắc, mặc dù không dự kiến đổ bộ vào đất liền. Bà Jorda cho biết cơn bão thứ hai có thể xảy ra trong tháng 9 này cũng sẽ làm tăng cường gió mùa Tây Nam. Theo Pagasa, hai cơn bão nhiệt đới mới nếu hình thành sẽ được đặt tên là Fadil và Jenner. Bộ Phúc lợi Xã hội và Phát triển Philippines báo cáo có 2,1 triệu người Philippines bị ảnh hưởng bởi cơn bão Yagi, Việt Nam gọi là bão số 3 và Philippines gọi là bão Enteng. Theo Hội đồng Quản lý và Giảm thiểu rủi ro thảm họa quốc gia, số người thiệt mạng do bão Yagi là 13 người, 7 người ở Calabarzon, 3 người ở Bicol, 2 người ở Trung Visayas và 1 người ở Tây Visayas. Người phát ngôn của Bộ Phúc lợi Xã hội và Phát triển Irene Ramlau cho biết, tổng chi phí hỗ trợ nhân đạo mở rộng đã lên tới 102,5 triệu peso, tương đương 1,8 triệu đô la Mỹ. Cơ quan này còn 134,6 triệu peso, tương đương 2,4 triệu đô la Mỹ trong quỹ dự phòng, mặc dù đã yêu cầu Bộ Ngân sách và Quản lý cấp 875 triệu peso, tương đương 15,5 triệu đô la Mỹ để bổ sung và tăng cường cho các quỹ ứng phó nhanh. 547.000 gia đình bị ảnh hưởng trên toàn quốc vì bão Yagi. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, từ đêm 7 tháng 9 đến chiều ngày 8 tháng 9, Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 7 tháng 9 đến 15 giờ ngày 8 tháng 9, có nơi trên 300mm như Phình Hồ, Yên Bái 403,4mm, Tô Múa, Sơn La 373,6mm, Vạn Mai, Hòa Bình 339mm, Nậm Xây Hai, Lào Cai 320mm, Xuân Sơn, Phú Thọ 301mm. Dự báo do ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới có trục qua Bắc Bộ kết hợp với hoàn lưu sau bão nên mưa còn bao trùm miền Bắc từ nay cho đến ngày 11 tháng 9, nhất là vùng núi Trung Du. Nơi có mưa lớn nhất là các tỉnh Tây Bắc Bộ như Yên Bái, Lào Cai, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Hà Giang. Dự báo từ chiều tối ngày 8 tháng 9 đến chiều tối ngày 9 tháng 9, khu vực này có mưa phổ biến từ 80 đến 150mm, có nơi trên 250mm. Từ đêm ngày 9 tháng 9 đến chiều tối ngày 10 tháng 9, mưa phổ biến từ 50 đến 100mm, có nơi trên 200mm. Tại Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa, từ chiều tối ngày 8 tháng 9 đến chiều tối ngày 9 tháng 9, khu vực vùng núi và Trung Du có mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến từ 40 đến 80mm, có nơi trên 150mm. Khu vực Đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa có mức mưa phổ biến từ 15 đến 30mm, có nơi trên 60mm. Từ đêm ngày 9 tháng 9 đến chiều tối ngày 10 tháng 9, Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa mưa to, cục bộ mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 30 đến 60mm, có nơi trên 120mm. Ngoài ra đêm ngày 10 tháng 9 và ngày 11 tháng 9, Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến từ 30 đến 60mm, có nơi trên 100mm. Dự báo từ đêm 8 tháng 9 đến ngày 11 tháng 9, Yên Bái tiếp tục có mưa vừa, mưa to,
có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 150 đến 300 mm, có những điểm trên 400 mm. Do ảnh hưởng của mưa lớn, đêm 8 tháng 9 và ngày 9 tháng 9, các sông ở Yên Bái xuất hiện lũ, đỉnh lũ các sông nhỏ như sông Ngòi Thia, Ngòi Hút lên mức báo động 2, báo động 3 và trên báo động 3. Sông Thao tại Yên Bái lên trên mức báo động 2 và dưới báo động 3. Nguy cơ xảy ra ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông suối, khu đô thị, nhất là huyện Lục Yên, Văn Yên, Trấn Yên, Yên Bình và thành phố Yên Bái. Ngoài ra, độ ẩm đất trên toàn bộ tỉnh đang ở mức bão hòa. Lũ quét sạt lở đất được cảnh báo ở mức rất cao và tiếp tục duy trì trong đêm 8 tháng 9 và ngày 9 tháng 9. Cùng với Yên Bái, nhiều khu vực sông suối ở miền Bắc, Thanh Hóa cũng xuất hiện một đợt lũ từ nay cho đến ngày 10 tháng 9. Đỉnh lũ trên các sông nhỏ tại miền núi phía Bắc, đặc biệt là Lạng Sơn, Lào Cai, Yên Bái, Hòa Bình, Sơn La lên mức báo động 2, báo động 3, có sông trên báo động 3. Đỉnh lũ trên sông Cầu, sông Thương, sông Bưởi, hạ lưu sông Mã của Thanh Hóa tại Lý Nhân lên mức báo động 1 đến báo động 2 và trên báo động 2. Mực nước hạ lưu sông Hồng tại Hà Nội sẽ lên nhanh do thủy điện Hòa Bình và thủy điện Tuyên Quang vận hành mở cửa xả đáy nhưng vẫn ở mức dưới báo động 1. Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông ở Lạng Sơn, Lào Cai, Yên Bái, Bắc Giang, Thái Nguyên, Hòa Bình, Ninh Bình, Thanh Hóa. Nguy cơ lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc ở vùng núi Bắc Bộ và Thanh Hóa. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mời quý vị tiếp tục theo dõi những thông tin đáng chú ý khác trong các bản tin tiếp theo.